Ok các bạn, đây mình đã quay trở lại. Shin Megami Tensei V. Thế là như thường lệ là mình cũng đi lòng vòng để mình làm một số cái quest ấy. Hoặc là chờ mình nhặt đồ ấy. Mình chả làm được cái quest này. Nên là chúng ta tìm mấy con Mime là nó sẽ cho mình. Ok, mình sẽ vào đây mình nên là chuẩn bị con chuột sắp tới là mình sẽ mua mấy cái Force Dampert này. Trên đây là mình sẽ mua hết này. Nên là mấy cái này ở phần này là nó sẽ có thể mua được ở shop thôi, nó là rẻ, giá rất là hợp lý. Nó sẽ cái là nó sẽ chặn nên là nếu mà chúng ta biết là cái con trùm hay là cái con gì mà chúng ta đánh nó sẽ ra một trưởng rất là mạnh thì chúng ta sẽ chặn mấy cái phép của nó ấy. Đây sẽ là cái shield. Nên là bình thường như mấy cái shield này ở phần Persona nó rất là đắt nhưng mà cái Shin Megami Tensei thì nó rẻ hơn ấy. Ở cái bản trước mình chẳng nhớ là nó có rẻ không. Nhưng mà về cơ bản là các bạn có thể mua cái Force cái gì đấy. Sau cái gì nhỉ? Mình sẽ vào cái World of Shadow để mình cho con này nó học cái nên là mình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ là lần trước là mình có fusion cái con Jack Lantern đấy. Nên là cái con đánh phép cũng tương đối là mạnh hoặc là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Level 20 về cái phép lửa ấy. Nên mình sẽ cho nó học cái là mình không cho con này học mà mình sẽ cho con Sisa này học này. Nên là mình muốn con này nó học một số cái nói cái gì gọi là support ấy. Để mình xem là nó học được support từ con nào nhỉ? Có thể mình sẽ học siêu support từ con Nego Sorsogan này này. Nên là con này sẽ là cái con support mới của mình ấy. Nên là về các bạn con này nó chỉ yếu với lửa thôi này. Ok, mình sẽ cho nó ra cái đánh phép này. Và mùa hồi máu này. Và nó ôm hai cái chiêu này chẳng hạn. Nên là con này về sau nó có đánh phép điện cũng mạnh phết ấy. Nên là chúng ta cứ ôm con này một chút ấy. Đánh cũng tương đối ấy. Không tệ lắm ấy. Và cụ thể ở cái phần này là mình sẽ làm cho con này là cái support chính ấy. Và nên là ở lần này là mình sẽ cho con này với cả con Return when you have gathered. Nên là ok, mình sẽ cho cái con lửa này, con chim này. Đây này. Nha, đội hình chúng ta sẽ có đánh lửa rất là mạnh thì mình nhớ. Chronicle D. Đây này cái. Thế này mình nghĩ là chắc là ổn đấy. Chúng ta sẽ teleport ra cái đoạn kia. Cái con trùng sắp tới nó sẽ là con trùng rất là mạnh đấy. Nên là trên thực tế là nếu mà các bạn nào không muốn đánh trùng thì chắc mình nghĩ là các bạn không nên chơi cái trò này. Còn nếu mà Persona thì chắc mình nghĩ là trùng nó so với trò như kiểu người ấy. Nên là từ là mình chỉ cho các bạn. Nên nếu mà các bạn muốn tìm mấy con Mime thì như chỗ này nó sẽ có một con mình phải là mình có thể mình trả tiền đấy. Give me 2000. Ok, mình sẽ pay up. Nên là con này nó sẽ đánh dấu hết mấy cái con Mime trên bản đồ này. Ít nhất là cái khu vực này thôi. Nên là có rất là nhiều cái để chúng ta tìm ấy. Nên là mình sẽ không đi vào từng cái vị trí của mấy con. Nhưng mà ví dụ nếu các bạn nào muốn trả tiền để xuất hiện thì nó có một cái con này. Nên là rõ ràng là chúng ta phải đi qua làm tương đối nhiều nhiệm vụ thì mình qua được cái chỗ này ấy. Ok, mình sẽ vào luôn cái khu vực chính ấy. Và cũng có thể là mình sẽ đi khám phá sau. Mấy anh thiên thần bắn muối hết rồi. Are those slain angels? I'm detecting a demon. Bethel's reinforcements, I presume. Nữ hoa.
Unfortunately, it seems your timing was a tad off. Keep your guard up, young man. I sense a dreadful power in this one. The angels that infested this area are now dead. And I dare say they could use some company. But I'll spare you a few final moments to curse your fate. Nữ hoa. Thế nữ hoa này gọi là tuy là gọi là thần nhưng mà cũng tính là gọi là demon hết. Nên là trong game này nếu mà kiểu cái hội nó không phải là team của bên đạo thiên chúa ấy, thiên thần hay là gì thì đều quy là cũng gọi là thần của mấy cái tộc ở đâu của cũng gọi là mấy cái thần thoại khác nhưng mà đều gọi là đều chung quy gọi là kiểu demon hết cả lũ. kiểu đấy. Đây là cái phiên bản nữ oa rất là ảo. Hình như là nữ oa này xin Mega Man xây ra nhỉ. Sao cái persona nó không xuất hiện nữa. Ok mình sẽ ok mình sẽ tự book cái tấn công con lửa này. Nên là cái nên là bây giờ chúng ta sẽ có 3 con đánh lửa ấy, rất là mạnh. Mình sẽ hạ cái defense này xuống. Nên là vừa buff và debuff thôi. Cái này thì cứ farm thôi. Này cứ phang nhiệt tình. Chú. Nghe thằng nhưng mà chính mình đam hơi phế tí nhưng mà chúng ta phải chịu để mình búp cái lực đánh này đi. Búp 2 lần này. Nên là sẽ có chiêu đánh lửa rất là mạnh. Mà mình hạ này có. Nên là búp 2 lần và bắp 2 lần. Mình phải đánh set đau đấy. Lần này mình sẽ kích hoạt cái critical này. Thì chúng ta cho nó ăn hành rồi. Nhưng là cái agi của mình hơi phế đấy nhưng mà chúng ta có như là chúng ta xài. Và cái chính là mấy con Jack Lantern của mình đam to. Úi dồi. Mình sẽ hồi máu team này. Đâu, con này cứ đánh đi nhỉ. Đánh kiểu gì chả critical. Lại thêm một lượt đấy. Chú. Úi dồi. Không mạnh bằng cái con kia. Úi dồi. Cái này con này nó sẽ đam to. Con này Agi cộng Agila cộng 5 rồi. Úi dồi. Tan nát. Thì mình hạ cái khả năng đánh trúng nó xuống. Đúng ra mình phải hồi máu cho team mới đúng nhỉ. Lần sau mà nó phang cái chiêu gió có khi team bay mẹ luôn. Nên nó đánh thường, ôi may quá nó né đi. Là vẫn được 100 đam rất là to. Úi dồi. Không to bằng lúc nãy. Mình phải... Thì chắc mình sẽ hồi máu tim. Đề phòng là nó ra cái chiêu mình chết. Hay là mình ngày đi hồi máu nhỉ. Hay nó chia ném cái medicine này. Là cái medicine nó tương tự như cái DA. Ôi, con này vẫn còn một lượt á, không có nhỉ. Mẹ vẫn còn cái bắp của nó không? Mình bắp này vẫn còn ngon này, vẫn còn xanh. Ok, mình bắp nhầm rồi, đúng không? Mình phải bắp kia rồi. Okay. Đúng không? Mình phải bắp cái đánh trượt của nó xuống. À, nó khả năng đánh trúng nó hạ xuống. Hồi phục lại cái gì đây?
Gian ma này. Ui, ui, mẹ ta như vậy chỉ mới tí toi, vãi lên. Mẹ nó đánh trúng một cái nó vả đau quá. Thế bây giờ mình sẽ bút cái phòng thủ này. Nên là kêu nó báo là cái lượt sau là nó lại đánh cái chiêu gió rất là mạnh. Thế mày chết trước hay tao chết trước? Mẹ con cứ đánh đau thế nhỉ? Nghĩ tao chết. Bút qua thằng nhân vật chính đi. Thằng này toi mẹ mất. Nên là cái quan trọng nhất là cái lượt đằng sau ấy, là nó sẽ đánh ra một cái chiêu rất là đau luôn. Mình bị thương nặng lắm đấy. Nên là bay gần nửa cái máu của nó. Thì mình hạ cái đánh trúng hoặc là cái né tránh của nó ấy. Nên nó sẽ đánh trượt. Nên nó sẽ ra cái Sacrifice of the Clay. Nên là chiêu đặc biệt con này. Nên là cái chiêu này nó sẽ ra cái kiểu là đánh force rất là mạnh ấy. Và vì chúng ta block rồi nên là không thể cho mình. Mình sẽ đánh cho mình sao. Nên là tầm này là mày ăn hành của anh rồi. Bay nửa cây máu ấy. Chị nữ hoa mẹ. I thought you'd be cleaning up the stragglers, but he looks like no angel I've seen. Yakumo. My name is Shohei Yakumo, exterminator of demons. Shohei Yakumo. Người tiêu diệt quỷ. Take solace in our meeting, boy. I'll make your death a painless one. Nhưng anh hãy theo tim quỷ. Bad. Come now, Yakumo. Surely you can stay your hand for a moment more. Another of your whims. Well, he stood up to me so valiantly, without a flicker of fear. Bad luck, boy. It seems fate has something more painful in mind for you. They seem willing to talk. Mình sẽ hỏi vào chúng là cái gì. Chính xác là các người là ai? Thật là nữ thần. Thật là nữ hoa thần. Tạo ra những người phàm trần. Người tạo. Nên đây là truyền thuyết nữ hoa. The man beside me is Yakumo. I suppose one could say he is my other half. Này là Yakumo. Tôi có thể nói rằng cậu ta là một nửa của tôi à? Là kiểu tình yêu, tình báo. Nghe là thằng kia định người diệt quỷ nhưng mà thấy chị này xinh quá không chịu được. Isn't it obvious? Tại sao lại giết? Bethel is our enemy. The god of law has warred with the other gods since time immemorial. However, the god of law gained the upper hand when he robbed the other gods of their knowledge, debasing them to their current state. Nên là cái chỗ phần này nó như kiểu là cái god mà cái thần mà là Chúa Giêsu ấy. Như kiểu như là mà kiểu bọn nó nói là cái thần đấy là nó cũng chỉ là một thần bình thường ấy. Mà ngang tầm bọn này ấy. Nên là hắn ta đã lấy trộm cái kiến thức từ những cái phần khác nên là kiểu như là cái bọn này nó cũng kiểu ngang tầm của này á. Kiểu ngang tầm xếp to. Nên là giáng chức cái bọn này xuống ấy. Thành kiểu thành quỷ ấy. Nên là như cả thần thánh này cũng kiểu giống cái bọn quỷ ấy. Both God and his crony. Thần và những người đệ của chúng á. Such zealotry cannot be permitted. Ergo, these angels were dealt with accordingly. Nên là cái con nữ hoa này cũng kiểu là thần. Nhưng mà kiểu như là ngoài kia cũng gọi là demon.
Nhưng mà về sau là cũng fusion được mấy con này hết. Opportunistic cretins for the most part, God of the law, seeking chaos to fulfill their own selfish desires. That's why my duty is to slay both the disciples of Bethel and the ancient desecrated beings known as demons. Nên là đấy là cái trách nhiệm, nên là kiểu như thằng này nó nghĩ là bọn ấy lạm quyền quá, nên là cái trách nhiệm của nó cũng giết cả cái bọn đệ tử của bà, là Bethel. The ancient desecrated beings known as demon. Thế là theo hồi xưa nó cũng cái bọn anh rồi kia nó gọi là demon. And this point is what finally brings me to my own question. Do you believe God's order is just? Cậu có tin vào được cái trật tự của thánh thần không? Liệu cái điều này nó có thực sự quan trọng thế giới này không? Mình không biết là mấy cái trả lời này có thực sự quan trọng nhỉ? Tôi không chắc. Nếu mà như thế thì thì ta sẽ yêu cầu cậu phải nghĩ cẩn thận hơn. Nên là con này là thần mà, nên là phang nhau nó rất là khỏe rồi. Đúng ấy. Còn nếu mà chúng ta không chuẩn bị là chúng ta còn không đập được nó đến nửa máu luôn. Nó đến đập đến nửa máu là nó sẽ ra cái chỗ cutscene này. Further within is a transportation device. The same design as the one Bethel's trying to use. See gods and demons alike fighting over humanity and Tokyo caught in the crossfire. Nên là cái phần chó nào cũng thiên thần và ác quỷ choảng nhau ở Tokyo. Mà đây như kiểu là thời Nhật Hoàng ấy. Kiểu quan chức thời Nhật Hoàng chơi kiếm ấy. Nghe mình sẽ nhớ thôi. Hình như là cái đoạn là mình có thể biết cái chỗ này là Michael sao nhỉ? Mấy cái thiên sứ này tưởng kinh là bị bọn em nó cho vài đòn bay mẹ bay màu luôn. Nhưng mà mình chưa muốn đi vào trong này lắm. Mình không biết là mình có nên quay lại mình nhớ. Thôi nguy hiểm. Không, mình sẽ quay lại mình nhớ chứ. Where? Bây giờ mình phải đi tiếp á. Bro.